Anh qua đây, qua đây. Gì vậy? Qua đây chụp tấm hình. Anh đang bận rồi. Ngồi xích qua đây có chút xíu à, chụp với em tấm hình nè. Thôi không chụp đâu, đâu biết tạo kiểu đâu, chụp xấu quá kìa. Mắc cười quá à, có đẹp đâu mà lo hả, xấu. Từ lúc hai vợ chồng cưới nhau giờ không có tấm hình chung nào hết trơn á, bực bội. Đi qua đây. Nói chuyện hay ghét, lát chụp đẹp hơn đừng ngà khịa tôi nha. Để coi nè, đáng chụp đẹp hơn em đi. Đổi kiểu đi, đổi kiểu. Ủa? Trời. Ủa? Sao tự nhiên má vô nào vậy? Làm gì la? Tự nhiên cái má hiện ra bất hình lình nên con hết hồn. Hết hồn gì? Má là người phải là ma đâu mà hiện ra bất ngờ. Làm chứ ghê vậy? Trời ơi, má làm con hết hồn, má đang chụp hình xém rớt cái điện thoại luôn à. Rớt điện thoại, hư kêu chồng mày mua cho mày cái điện thoại khác. Ủa chẳng lẽ làm chồng mà không có tiền mua điện thoại cho vợ hả? Trời ơi, má nói gì kỳ cục quá à. Tại vì bây giờ anh Sĩ chưa có đi làm. Chứ nếu mà anh Sĩ đi làm rồi á, mua tới cái gì luôn anh ha. Vậy thì giờ đi làm đi. Sao mà vậy được, ảnh mới về lên Sài Gòn thì ảnh phải có thời gian để ảnh quen với cuộc sống ở trên đây. Ảnh thích nghi với tất cả mọi thứ. Chứ giờ sao mà đi làm được ha anh ha. Chừng nào mới thích nghi? Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm hay là 20 năm mới thích nghi được? Má gì kỳ vậy? Tuy là bây giờ anh chưa có đi làm nhưng mà bên cạnh đó anh giúp con rất là nhiều chuyện, giống như là giặt đồ, rửa chén rồi lau nhà, quét nhà, nấu ăn rồi này kia. Anh giỏi lắm chứ bộ ha anh ha. Dạ dạ con làm được hết đó má. Vậy chứ con lấy chồng về, chồng con á không nuôi con mà chồng con làm ô xin vậy đó hả? Suốt cuộc đời hả con? Trời ơi, má nói cái gì kỳ vậy? Sao gọi là ô xin? Không phải gọi là ô xin mà cái này gọi là vợ chồng đỡ đần cho nhau, giúp đỡ nhau vậy thôi. Ha anh ha. Thôi mà má nói em nghe đi, đừng cãi má. Má con xin phép má con đi nấu cơm cho má với vợ con ăn. Khúng núm, làm như người hầu kẻ ở vậy đó. Ủa, không hiểu sao mà con lại lấy. Tiền tỷ đó nha con. Cậu ơi. Dạ. Cho tôi hỏi có bà chủ nhà không? Bà chủ? Ừ. Dạ đây đâu có ai chủ cả gì đâu cô. Ủa nhà phải có chủ chứ. Nhà không có chủ là nhà quan đó con. Ờ thì nhà có chủ nhưng mà. Rồi vậy gọi bà chủ ra đây cho tôi nói chuyện. Bà chủ là bà chủ của cái nhà này, ai là người đứng tên của cái nhà này thì kêu người đó ra đây. À dạ. Tôi dạ. Tôi là bạn học của bà. Dạ, cô là bạn học của. Ừ. Dạ, dạ để con kêu. Chủ nhà này hồi xưa là cái bạn gì học vậy con? Má. Lâu quá không ghé hôm nay còn bà. Xin lỗi. Ủa. Ôi. Quá. Nhìn. Quá. Nhìn. Quá khỏe không vậy? Nhìn khỏe không vậy? Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại Hoa Súng. Ngồi đi. Trời ơi. Gọi qua được rồi còn không kêu qua tiệm vàng để tự nhiên cái Hoa Súng làm tụt mút luôn. Xin lỗi, xin lỗi. Ngồi. À, ngồi đi. Trời ơi, thì bạn bè lâu ngày gặp dạ, nhau dạ. Kêu cái danh cái biệt hiệu cho vui vậy đó mà. Ủa mà sao là gọi là Hoa Súng vậy bác? Hoa Súng ở đây không phải là bông súng đâu dạ. Mà cũng không phải là súng răng nữa, mà hồi xưa đó là bạn bè học cùng lớp với nhau dạ. Trời ơi Hoa đó nổ ghê lắm cho nên bạn bè gọi là Hoa Súng. À thì là vậy. Nhà tôi giàu thiệt mà, giàu từ trong trứng giàu ra. Khỏe không? Đương nhiên là khỏe. Khỏe hôm nay sẵn tiện ngang qua đây cái vô đây thăm bà coi bà có khỏe không. Khỏe. Chà, nhà cửa bề thế khang trang vậy chắc có vài trăm tỷ bỏ ngân hàng hen. Ủa chồng bà đâu rồi? Chồng đem tiền tỷ vô ngân hàng rồi. Ông, cái này không phải tôi nổ nha mà tôi liệu. Ờ vậy đó. Ông đi công chuyện rồi. À vậy hả? À, bà thấy nhà cửa được chứ gì? Được. Khang trang ghê phải không? Quá khang trang. Ơi lâu ghê mới gặp. Con á là con rể của mẹ Hoa Súng đây. Mẹ Hoa. Dạ.
Nói chứ nó tên là Tú, con rể của tôi. Vậy hả? À, là giám đốc của một công ty sản xuất dầu gió. Trời ơi, còn trẻ vậy mà là giám đốc rồi hả con? Dạ đúng rồi đó, công ty của con là chuyên tất cả các loại dầu, dầu dầu gió nè, dầu ăn nè, dầu hắt nè, nói chung tất cả các sản phẩm có chữ dầu là công ty con sản xuất hết. Vậy hả? Ở bên con có sản xuất dầu quả không? À dạ có chứ. Đừng để trong nhà nha, coi chừng nó nổ đó, kế bên qua súng đó. Bà có duyên ghê vậy đó. Trả bù cho thằng rể của mình. À, trời ơi quên uống nước. Nó nãy giờ nước tào hết nè, đi vô rót nước đi. Dạ. Ê bà, bây giờ thời buổi giờ người giúp việc nữ nhiều lắm, bà không lựa, bà không chọn mà chọn người nam gì. Rể tôi. Hả? Rể bà? Chồng Bảo Anh đó hả? À. Trời đất ơi. Xin lỗi con nghe. Hồi nãy dì mới tới, dì thấy con chăm sóc cây dì, rồi con chuẩn bị đi rót nước, dì tưởng con người làm. Con đừng có giận dì nha. Dạ không sao đâu dì, tại vì hồi nãy con định giới thiệu mà tại vì bán Đại Liên nhiều quá cho nên dì không kịp nghe gì. Dạ con xin phép lui vô trong đi đó. Dạ. Đi vô đi con. Giờ nó qua tới Đại Liên rồi. Level càng ngày càng tăng đó. Thằng đó thiệt. Nó hài lắm. Bị ở dưới quê đó quen rồi. Ăn mặc cái kiểu xòe xòa vậy á. Lên thành phố chưa quen. Hèn chi thì anh chân chất quá. Chị. Có một đứa con gái duy nhất à. Tại sao mình không lựa thằng rể nào mà nói bề thế, ông này bà nọ cho con mình đã được nhờ. Lựa ngay cái thằng rể cù lần này, trời đất ơi, về con mình khổ biết không. Rể của tôi á thì nói thiệt á là gia đình ở dưới quê. Mà quê tú ở trong ruộng á, chứ không phải là được ở trung tâm tỉnh. Trời ơi, xa dữ. À, tụi nó thương nhau thì cho tụi nó lấy nhau thôi. Nói nổi ngay thì hoàn cảnh gia đình ở dưới thì cũng được thôi. Nhà thì cũng có căn nhà, rồi mảnh vườn, mảnh ruộng, rồi cây kiển đồ. Mà ta nói ngộ lắm nha. Ta nói nhà của nó hả, sáng nào mở mắt dậy là thấy có còi chết. Sáng nào mở mắt dậy là thấy còi nó chết. Chết nhiều khi nó chết xài lãi biết bao nhiêu con rồi đó. Nhà nuôi cò hả? Dạ không ạ. Dịch chết hay sao vậy bác? Cũng không luôn. Ta nói nó cò đó bay đó, bay qua hết cái ruộng vườn nhà của thằng rể tôi đó, nó bay không nổi, nó gãy cánh nó chết. Ồ. Dạ, đó. Nó nghe. Nhà bề thế vậy chắc ẩn sao có cái kho đúng không? À, nhà phải có kho. Dạ. Trong đó chứa bom nguyên tử phải không? Trời ơi, tôi nói thiệt mà. Ta nói nậu ngay, nhìn nó đơn giản vậy đó, chứ nó cũng khác. Gia đình làm cây kiển mà. Dạ. Ê nè. Đâu có cho nó làm gì đâu, làm cái cho mệt. Thí dụ như con làm giám đốc rồi, con phải mệt cái não. Còn nó tôi để cho nó tưới cây, tưới kiển cho thoải mái tâm hồn. Rồi khi nào mà hết tiền nó đi về dưới quê, lấy cặp kiển bán vài tỷ xài chơi. Đó. Ủa nè, nói chi đây nè. Kiển nhà nó nè, đó, nguyên cái cây vậy đó. Người ta trả 5 tỷ không bán. Vậy á? Cái này 3 tỷ không bán. Wow. Cây kia 1 tỷ chưa đụng được cái lá nữa. Đó. À, nói chị nghe, chị đừng buồn nha. Dạ. Trong giới chơi cây kiển á, cái cây này là hạng 3 thôi. Ở nhà tôi có cây hạng nhất gấp 3 lần cây này. Chị ơi, chị đánh giá cây này hạng 3 là chị sai đó. Cây này là hạng bèo. Cây này là hạng chót đó chị. Còn cây hạng nhất, hạng đặc biệt không có. Chỉ có cây hạng VIP thôi. Ta nói hả, 800 người ơi cũng chưa hết được cái dòng cây kiển đó mà. Đúng rồi. Vậy là chị cũng am hiểu đó. Dạ. Chứ. Nhưng mà sao mà chị cũng để cho con rể chị tặng cho chị cây hạng bèo vậy? Ôi, nhà nhỏ quá. Nhà nhỏ quá, cái nhà của nó thì dưới rộng lớn để được. Cái nhà tôi để 3 cái cây bèo chơi cho vui được rồi. Nè, sẵn hôm nay tới nhà chơi, dùng bữa luôn nha. Thôi, bận lắm, chẳng qua đi ngang. Thấy vô thăm chị cái thôi, thấy nhà cửa ổn, về thôi cũng được. Tạm tạm đi được rồi, vui ra, đi vậy. Bậy, chẳng mấy khi tôm đến nhà rồng. À không, rồng đến nhà tôm. Dùng một bữa cơm do chính tay thằng con rể của tôi nấu. Nha. Sĩ à. Dạ. À, con chuẩn bị cơm nước để cho má mời khách VIP ăn cơm nha con. Nhà cô giống như là cung điện.
Wow. Mới có 15 phút thôi mà nó nấu được hết tất cả các món gì luôn đó hả? Nói nội ngay. Dạ. Cơm nè, rồi thức ăn đó là tự tay thằng rể nhà tôi á, nó nấu không đó, mà ai ăn rồi về cứ nhớ hoài, nhớ mãi. Dạ. Công nhận được cái này thì mất cái kia thôi. À, trời ơi, nói cho qua nghe nha. Mất công á thì nói ra là nói tôi khoe giống như bà, mà thật sự không khoe không được. Bị nó là người dưng nước lã thôi, mà tôi cưng nó ghê lắm bởi vì nó quá giỏi. Trời ơi, đâu có mười mấy cái nhà hàng phải không con? Mười mấy cái nhà hàng mà năm sau đó mời nó về làm bếp trưởng đó. Mà tôi nói thôi con ơi, ở nhà với mẹ đi. Khi nào mà mở ra nhà hàng 9 sao, 10 sao thì đó, lúc đó mới cho nó đi làm. Dạ. Con mình mở chén ra. Dạ, đi con. Bây giờ mình dùng luôn đúng không mọi người? Thương lắm chị ơi, rể yêu rể quý, ngồi dùng cơm luôn nha con. Dạ, con xin phép. Ăn đi. Ăn đi bà, ngon lắm đó bà. Sao không ăn? Cái món này hôm qua tôi mới ăn. Bữa nay ăn lại cũng được mà. Bữa nay hơi bị ngán. Ồ. Cái món này hồi sáng này tôi cũng mới thử qua. Mẹ mẹ, sáng giờ mình ăn cái gì đâu mẹ. Cứ ăn ăn đi anh. Con quên rồi hả? Dạ. Trời ơi, sáng mẹ dẫn con đi ăn điểm xăm mà không nhớ. Con tu vậy đó chị, nó ăn ngon quá riết rồi, nó mau quên, nó mới ăn đó mà nó quên đó. Ủa vậy hiếp tình. Mới cái tức thời đó mà quên hả? Thôi, chắc cũng có ăn mà chắc là ăn ít quá, không có đủ no cái gì. Ăn chắc món thứ chút, mang tiếng là đi ăn nhà hàng sang trọng chứ mà thứ món chút cũng đâu có nhiêu tiền. Còn đây nè, ăn xả láng, ăn hết hả? 15 phút sau rể dạ. Tôi sẽ nấu nữa cho mà ăn. Cô ăn đi, ví dụ món nào mà mình ăn rồi á, vô nấu một loạt món khác lên cho anh em bỏ cũng được. Chắc là con chưa có ăn bào ngư phải không? À, dạ. Xăm hôn, yến hôn. Làm linh chi cho nó ăn luôn đi không? Bây giờ luôn hả cô? Đi ra lấy xe đi. Thôi tôi xin phép chị nha. Bữa khác tôi mời chị qua nhà tôi ha. Tôi sẽ làm một bàn đầy ắp thức ăn hơn cái bàn này ha chị. Mời chị ăn thoải mái luôn. Vậy nha. Thôi để tôi tiễn chị nha. Còn ngồi đó làm gì nữa? Dạ. Lẹ đi. Dạ con xin phép con. Dạ cô về. Thôi cứ ngồi xuống ăn tự nhiên đi. Được, để tôi tiễn. Khỏi tiễn. Thôi mà. Cầm miếng đem gì đi, vừa đi vừa ăn cũng được. Ôi. Vậy là tính ra nào giờ má mình cũng thương mình quá ta. Vậy mình không biết, mình tưởng là má mình ghét mình lắm chứ. Nhưng là má sĩ diện cho nên má mới chửi mình thôi. Thật ra là má thương mình lắm. Cuối cùng tôi cũng được thương rồi. Thương cái gì? Thương cái con khỉ. Ủa? Nghe vậy mất nhục hả? Đó, thằng rể của bà đó làm một tháng mấy trăm triệu đó. Nghe, coi theo cái gương của nó mà làm. Nó ăn nó uống là vậy dễ quá mà. Cái này đâu có gì đâu khó. Đổ vô chiên xào là xong chứ gì. Vô dụng. Ủa má tôi giống như bị tâm thần phân liệt vậy ta. Mới nói thương tôi đây rồi tự nhiên cái giờ vô chửi xối xả mặt tôi là sao? Cái nhà này ghét không ai bình thường, toàn tâm lý ngược không vậy trời.